Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Fishgear. Trước mắt em chính là chiếc tai nghe chống mồm chủ động đầu tiên của hãng Sabra, và tên của sản phẩm này là Elite 85T ANC. Xu hướng tai nghe chống mồm có thể nói đang được các hãng cố gắng phát triển vào sản phẩm của mình. Sabra cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ mở hộp và giới thiệu đến anh em chiếc tai nghe này nhé. Sản phẩm của chúng ta sẽ được đựng trong một chiếc hộp khá là nhỏ nhắn và gọn gàng, khác hẳn với cách đóng gói của Elite 65T và 75T. Thực sự thì nó cũng không quá quan trọng, vì dù gì chúng ta cũng sẽ cất cái hộp này đi thôi. Hình ảnh sản phẩm được in nổi 3D, nhìn khá là cao cấp. Xung quanh thì cũng sẽ có một vài thông số của sản phẩm, nhưng thôi mình sẽ bỏ qua nhé, chúng ta sẽ mở hộp và xem bên trong. Rồi, thì vừa mở ra chúng ta sẽ thấy ngay được một tờ giấy là Welcome to Superior Sound. Ở dưới này sẽ có một vài dòng như là tải app của Sabra, cá nhân hóa chất lượng nghe nhạc và đàm thoại cùng với chính sách bảo hành của hãng Sabra. Ở mặt sau cũng có một vài hướng dẫn cơ bản để cho anh em thao tác. Và toàn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ được đặt ngay ngắn ở đây, gồm hộp sạc và tai nghe. Ở phía dưới sẽ là phần phụ kiện. Mình sẽ lấy phụ kiện ra để xem chúng ta sẽ được kèm theo những gì. Và đây chính là một vỉ đựng tiếp gồm hai size khác nhau. Đây là tiếp silicon hình oval anh em nhé. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu một sợi cáp sạc Type-C khá là cứng cáp và dày dặn. Ở dưới này khi anh em lấy cái khay này ra, sẽ còn có một tập sách nói về chính sách và quy định an toàn của sản phẩm. Rồi, chỉ có vậy thôi. Rồi, quay trở lại với Sabra Elite 85T. Thì từ cái cảm giác cầm nắm đầu tiên trên tay, mình đã cảm thấy được kích thước của hộp sạc to hơn khá so với phiên bản Elite 75T. Nhưng chất liệu hoàn thiện cũng như kiểu thiết kế thì nó không có gì thay đổi. Vẫn là một chiếc hộp sạc hình chữ nhật, được bo tròn mềm mại ở các cạnh. Ở phía mặt trước sẽ có một điểm nhấn là logo của Sabra. Ở phía dưới cái logo này sẽ có một cái bóng LED để hiển thị mức pin. Và cổng sạc Type-C sẽ nằm ở phía sau anh em nhé. Rồi, thì đây là hai cái củ tai của Elite 85T. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ khó có thể mà phân biệt được chiếc tai nghe này với đàn anh Elite 75T, vì từ cách phối màu, cách bố trí nút nhấn và các đường bo tròn ở mặt face plate đều không có quá nhiều sự khác biệt. Ở một video khác, mình sẽ làm so sánh trực tiếp với Elite 75T để cho anh em có cái nhìn trực quan hơn nhé. Bây giờ mình sẽ lật ngang tai nghe cho anh em. Chắc chắn anh em sẽ nhìn ra được Elite 85T nó khá là dày. Không phải là hãng cố tình làm cho nó dày như thế này đâu, bởi vì bên trong này được tích hợp thêm chip xử lý tiếng ồn và hai cái micro lọc ồn hai chiều, một chiều ở môi trường bên ngoài và một chiều ở môi trường bên trong housing, nên nó khiến cho độ dày của tai nghe bị đội lên thêm một chút. Dù vậy thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến tổng thể, bởi vì trọng lượng có thể nói nó vẫn rất là nhẹ, chỉ có 7g mà thôi, nên nó chắc chắn sẽ không khiến cho anh em cảm thấy nặng tai đâu. Thực sự thì mình đã có unbox và trải nghiệm trước khi làm video này để đánh giá chính xác hơn về Elite 85T và chia sẻ đến anh em. Còn một điểm thay đổi nữa, đó chính là ống nozzle của Elite 85T đã được chuyển thành dạng oval khá là to. Có một điểm anh em cần lưu ý là ở ngay vị trí thoát âm, nó không hề được che chắn bởi một tấm lưới hay bằng một thứ gì cả. Nó sẽ được tích hợp trên tiếp tai. Anh em có thể nhìn thẳng vào bên trong housing luôn. Điều đó đồng nghĩa với việc nước cũng có thể chui vào đường này. Nên để đảm bảo độ bền của tai nghe, anh em nhớ lưu ý điều này để hạn chế lọt nước hay là bụi bẩn vào bên trong nhé. Rồi, thì nói về cấu hình, chiếc Elite 85T ngoài khả năng chống ồn như mình đã nêu ở trên, thì chiếc tai nghe này còn được cải tiến về driver. Nó có kích thước lên đến 12mm. Mình đã có nghe thử hơn nửa ngày và mình đánh giá chất âm của Elite 85T rất là hay, nhưng mình sẽ dành ở một video khác để review kỹ hơn cho anh em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có Bluetooth 5.0 với codec SBC và IEC, tương thích tốt với cả Android và iOS. Nó có khả năng kháng nước IPX4. Theo mình thấy thì đa số tai nghe chống ồn bây giờ cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn này. Có lẽ trong tương lai các hãng sẽ tìm ra được cách để đẩy tiêu chuẩn đi lên cao hơn, thì lúc đó anh em chúng ta sẽ yên tâm hơn về khoản này. Còn về thời lượng pin thì Elite 85T sẽ có tổng cộng là 25 giờ sử dụng, tính luôn cả hộp sạc và tai nghe. Riêng củ tai sẽ hoạt động liên tục được trong 5,5 tiếng khi bật chống ồn và 7 tiếng khi tắt chống ồn. Thời lượng sử dụng như thế này mình thấy cũng khá là ổn rồi, chưa kể nó còn được hỗ trợ thêm sạc nhanh cho tai nghe. Chỉ cần anh em bỏ vào hộp sạc 15 phút thì nó đã có thể sử dụng thêm được 1 tiếng. À, lúc nãy thì mình quên nói, hộp sạc của Elite 85T có hỗ trợ sạc không dây luôn anh em nhé. Một tính năng khá là đáng tiền, nhưng anh em sẽ phải tốn một số tiền để mua một cái đốc sạc không dây nữa mới sử dụng được. Nói về khả năng đàm thoại thì Sabra đã quá nổi tiếng rồi.
chiếc Elite 85T vẫn được trang bị 4 micro. Nhưng Jabra cũng đã cải tiến thêm một chút cho Elite 85T, nên nó cũng giúp chất lượng đàm thoại tốt hơn một chút so với Elite 75T. Thật sự thì sau hơn nửa ngày trải nghiệm, mình cảm giác chiếc tai nghe này đeo khá là thoải mái, rất bám tai, và dù có đeo lâu mình cũng không hề cảm thấy khó chịu cũng như mệt tai. Khả năng chống ồn nếu so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc này thì mình chắc chắn Elite 85T chỉ có bằng hoặc là nhỉnh hơn, chứ không hề quá kém cạnh bất kỳ chiếc tai nghe nào. Cách nó xử lý tiếng ồn rất là dễ chịu, nó không khiến cho mình cảm thấy bị ù tai, mà nó êm ái giống như là mình đang ở trong một căn phòng kín. Tính năng xuyên âm cũng không để lọt quá nhiều tạp âm bên ngoài vào như những chiếc tai nghe khác. Nó không làm mình cảm thấy ngập thở vì có quá nhiều tiếng bên ngoài bị thu vào, vì tất cả đều được xử lý để hạn chế tối đa nhất có thể những tiếng ồn không mong muốn. Nói tóm gọn lại thì thực sự Elite 85T là một bản nâng cấp rất hoàn hảo, chống ồn tốt, thời lượng pin cũng rất ổn, cảm giác đeo thoải mái, đàm thoại tuyệt vời. Chất âm có thể nói là rất khác biệt so với đặc trưng của dòng tai nghe Elite đến từ nhà Jabra. Anh em nhớ đón xem video review chi tiết hơn về Elite 85T nhé. Nếu anh em muốn có một trải nghiệm chính xác hơn, mời anh em ghé qua Fitgear Shop tại 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để nghe thử nhé. Còn bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.